Chẳng con này đi. Con này thì nó là xe 2021 biển số Đồng Nai. Con này nó chạy được 12.000 cây. Nó có bô độ và đuôi zin, bô zin đầy đủ nhé. Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy giá rẻ. Thì hôm nay đầu tuần thì mình cập nhật cái lô mô tô mới về. Hôm nay thì mình quay muộn tí nha anh em. Tí nữa mình về mình sẽ up rất là muộn cho anh em. Thì có gì anh em mình xem thì mình ủng hộ. Đến địa chỉ là 64 Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Minh 2, Dị An, thành phố Giang, Bình Dương. Thì đồng hành với thì mình hôm nay con Phong. Xin chào tất cả anh em nhé. Đầu tiên mình với Việt sẽ giới thiệu trước mấy cái con xe mới về trước nha. Okay. Còn đầu tiên con này nó R15 2021 biển số Cà Mau. Nó đi đẹp hơn không? 20.000. Rất đẹp. Và chiếc này thì nó lên chống đổ và bát đút gầm rồi là dè chắn bùn. Sẽ để cho em vào cái giá là 41 triệu. 41 triệu. Ok. Rồi, anh em hỏi rất nhiều về ZX25R, hôm nay có hàng. Bữa nay có ZX25R. Ok, tí nữa mình sẽ cho đại diện con này. Con này thì nó là xe 2021 biển số Đồng Nai. Con này nó chạy được 12.000 cây. Nó có bô độ và đuôi zin, bô zin đầy đủ nhé. Chiếc này thì sẽ để cho nhà một mức giá là 120 triệu. 120 triệu. Đúng rồi. Đây, anh em mình vào trong này có xe. Anh em hỏi khá nhiều. Con này có gì anh em chi tiết hơn thì inbox nha anh em. Rồi, con bên này con gì ạ? Nếu mà như các cửa hàng khác người ta hay báo nó là Harley Davidson của USA hay là xe liên doanh hoặc là xe nhập khẩu đây. Đây, tiện đây cũng kể cho anh em cái câu chuyện luôn. Cái ông chú này ông đi trước ông có con Beo 300. Ông ấy không có bằng nên là ông lên ông đổi cái con xe này. Đấy. Hạc lây đấy, mà từ một chiếc Beo 300 đổi sang con hạc lây tàu này mà ông phải bù cho người ta mất 2 triệu bạc. Vậy thì yeah, là tính ra con này nó đắt hơn cả một chiếc Revel 300. Mà thông thường Revel 300 giờ nó toàn hàng 8 thôi. Đúng rồi. Thì con này phải 8 mấy triệu. Không đó. Khi mà ông chụp cái giấy mua bán gửi qua mình muốn đến đây để đổi xe, mình cũng bảo là anh mua ở chỗ nào anh đến đó anh bán lại cho nó tiện. Chú đến đó chú bán lại mà bán lại người ta không có mua. Người ta không mua ấy giờ mà bán 8 mấy triệu giờ mua lại kiểu gì. Đấy. Mà như là ông chấp nhận sang đây đổi sang một chiếc xe Su Bandit. Cái con mà màu đẹp son đó. Đấy. Nhưng mà ngày xưa người ta bán 8 mấy triệu kệ người ta. Ở đây thì bán với giá trị và chất lượng của một chiếc xe tàu. Chỉ để cho anh em một cái giá 36 triệu thôi. Anh em thấy không? Rẻ hơn rất uy nhiều. Uy tín hay không là anh em cứ để ý. Tại vì có nhiều anh em, nhiều người có, tại sao mà anh Phong anh nói chữ đó? Có hình như là mình quay con này cũng đã nói đợt trước cũng có một cái con xe lớn tiền một lần rồi đúng không? Khách đúng cũng rồi. Dính một phát rồi. Hôm nay thì phát này tương tự. Rồi gắn cái chữ Harley Davidson này nè. Nó là xe Trung Quốc. Nhưng mà xe Trung Quốc. Mình cũng làm mấy cái video về thằng Beo tàu rất nhiều. Nhưng mà đa số phần những cái ông mà mua phải những cái dòng này là những ông mà tuổi cũng khá cao là một. Cái thứ hai là độ hiểu về xe là không có. Đúng không? Xe Trung Quốc thì vẫn là xe nhập khẩu. Thế nào vẫn nhập khẩu từ Trung Quốc về. Đấy, nên thành ra là nhiều cửa hàng người ta hay đánh vào tâm lý là xe nhập khẩu, xe liên doanh hay là Harley. Nếu mà Harley Davidson nhé, nó không có dung tích dưới 750cc đâu. Không có đâu. Con này thì để cho nhau ở cái giá chỉ có 36 triệu thôi. Nổ máy như nào anh? Nghe rất là hay. Nghe hay à? À đấy. Cái này thì nên mua chạy trải nghiệm và đi lòng vòng thôi. Chứ còn nếu mà để đi đường trường không đi nóng đúng mua không? Mua mấy thằng Su và Z ngon hơn. Hoặc là mấy thằng Honda Shadow 150 ngon hơn nó nhiều. Này nó chỉ được mua cái máy về nghe nổ hay hay tí thôi. Ngoài ra thì nó không được cái tác dụng.
tàu. Đây, anh em mình vào trong này. Ồ, R15 bữa nay về. R15 về kinh nhiều. Kinh thế. Ở đây có con Ligon. Ligon FA à? FI. Xe 2022 mà chạy có 1.500 cây. Hàng này giờ tuyệt sống rồi anh em. 1.500 cây. Và chiếc này thì sẽ để cho anh em một cái giá là 42 triệu. 42. Tính ra là nó mắc hơn mấy con gì nhỉ? Con Galeman 200 này, con Ligon 200 này, mắc hơn này. Rồi, nó gần bằng con T-Win này luôn. Đúng rồi. Con này giờ nó bó máu rồi, con này rất nhiều người thích. Đúng rồi. Bởi vì nó không cần bằng A2. Không cần bằng A2. Đấy. Tại sao mà nhiều khi mà mình bán cái con Ligon 150 mà chưa FI á, nó bằng một con Ligon 200. Và rõ ràng Ligon 200 thì nó đắt hơn lúc mua mới và nó cũng là đẹp hơn. Con này con T-Win 250 này. T-Win 250 con này. Hiện tại là có màu đỏ nữa nha anh em. Tí nữa mình quay cho ha. Con này biển Đồng Tháp đi 16.000 cây. Sẽ để cho anh em ở cái 15.000 cây và sẽ để cho anh em là 47 triệu. Đấy, gọi là đắt hơn thằng 150 kia tí thôi. Rồi. Ở đây thì mình có cái Bandit. Su Bandit 150, chiếc này nó là xe 2020 biển Bình Định, đi được 7.000 cây và sẽ để cho anh em một cái giá là 35 triệu. Tất cả những cái giá xe này mình quay là đều bao rút hồ sơ cho anh em đầy đủ là một. Cái thứ hai nữa là bảo hành cục máy cho anh em là 6 tháng. Anh em mua nếu mà muốn bao lỗ theo phần trăm thì cửa hàng bao cho mình là lỗ 10% tháng đầu tiên. Xe 35 triệu đi trong tháng đầu tiên lỗ 3 triệu rưỡi. Mà mua lại cho anh em toàn bộ. Còn nếu mà anh em mà chạy quá một tháng, anh em muốn bán lúc nào thì mình sẽ tính theo cái giá trị vào cái thời điểm đó. Rồi, bây giờ mình với Việt sẽ quay thêm R15 này về cũng rất nhiều này. R15 V3 như con này nó là biển số 65 của Cần Thơ. Con này nó chạy mới có 800 cây thôi, đi bồ FC. Đấy, lên cái chống đổ vô tác dụng và lên thêm bắp đút gầm. Chống đổ mà gắn vào đây thì nó vô tác dụng. Mà loanh quanh nếu mà để đổ xuống nó còn bể thêm nhựa. Đúng rồi. Chống đổ nó như thế này thì là hợp lý. Này anh em nhìn này, gắn cái chống đổ nó uy tín chỗ đó, còn cái này vậy? Cái này gắn cho vui mắt rồi, không có tác dụng. Con này đi 800 cây thì sẽ để cho anh em là 48 triệu. 48 triệu. Rồi. Còn màu đen kế bên nó là biển 83 của Sóc Trăng, chạy 8.000 cây. Có đi bô Rossi rất đẹp, rồi là chống đổ, rồi là bát đút gầm, dè chắn bùn, kính chắn gió. Con này sẽ để cho anh em là 42 triệu. 42 triệu. Ok. Con này là được một em gái mua từ năm ngoái. Năm ngoái đi trải nghiệm chán, bán lại, giao biển rồi bán lại. Rồi, con này biển An Giang, con này biển An Giang. Nó là xe 2022 và chạy được là 11.000 cây. Sẽ để cho anh em là 43 triệu. 43. Rồi. Con đen bên này. Biển 94 của Bạc Liêu, con này chạy ba mấy ngàn. Xem lại cái đồng hồ đã. 38.000 và sẽ để cho anh em là 38 triệu. 38. Con này xe của chú xong rồi, chú ra kiểm tra xe. Con này thì nó là biển số 89 của Hưng Yên. Con này đang rút hồ sơ. Nó có lên bát đút gầm bô độ, đi 1.400 cây và sẽ để cho anh em là 49 triệu. 49. Rồi. Còn bên đây nó là biển số nhiêu đây? Biển 67 của An Giang, xe 2020. Con này chạy 9.000 cây và sẽ để cho anh em là 40 triệu. 40 triệu. Rồi. Con đây thì nó là đang rút hồ sơ, nó chạy được hơn 20.000 cây và sẽ để cho anh em là 38 triệu. Nó có lên chống đổ rồi là tay thắng tay côn kiểu. Rồi. Bên trong này thì nó có biển số 78 của Phú Yên. Chiếc này thì nó là 2022, chạy được 20.000 cây và sẽ để cho anh em là 41 triệu. Thôi anh em nhìn đi, R15 mà nó về với cái tăng sức như thế này là full. Bữa nay thì nhiều R15 thoải mái. Ok, tiếp tục quay luôn mấy hôm kia đi. Cho hôm đầu năm, mấy hôm trong Tết. Đúng rồi.
còn có 1-2 con cháy hết. Màu đen đợt này đen. Là thiếu màu vàng nha, mà thấy anh em có 1-2 anh em đang tìm màu vàng nhưng mà không có, toàn đen này, có đen này, xanh đen này, xanh bạc này. Rồi đen nhám này thì nó là 2022 biển Gia Lai, con đó nó chạy 10.000 cây và sẽ để cho anh em là 43 triệu. Con ba, con bên này, con bên đây nó là biển số nhiều nhỉ, thì ngõ phát nào 67 biển 67 An Giang, con này chạy 6.000 cây, xe 2020 sẽ để cho anh em là 41 triệu. Ok rồi. Rồi con bên này, con tiếp theo này thì nó là biển số 71 Bến Tre, chạy trên 40.000 cây, con này hiện tại mình đang bán là 36 triệu. Dàn áo thì rất đẹp, đang bọc keo okay. Mà đi nhiều. Con đen nhám này thì là 39.000, biển số 68 Kiên Giang, sẽ để cho anh em là 37 triệu. Rồi, rồi tiếp theo nữa là luôn. Biển số 37 của Nghệ An, đi 10.000 cây, xe 2020, sẽ để cho anh em là 40 triệu. Rồi con bạn này, tiếp đến nữa, con này có lên chống đổ này, gương kiểu này, này biển 83 Sóc Trăng, đi 27-28.000 đấy, ngõ lại phát cho chắc chắn này. Con này giá 39 triệu, 39 25.000. Ok, 39 triệu. Rồi con bên này là tem sơn 3D, con này thì nó là cao nhất hiện tại của xe cũ của R15, chiếc này nó chạy được 1.700 cây, xe 2022, biển số Long An, mà lên thêm chống đổ tem sơn, con này sẽ để cho anh em là 50 triệu. 50. Rồi tiếp tục màu xanh đen, con tiếp theo là biển số 47 của Đắk Lắk, con này nó chạy được 5.000 cây và sẽ để cho anh em một cái mức giá là 43 triệu. 43. Tiếp tục con bên này là màu, con này con rẻ nhất, xanh đen luôn này. Con này thì nó nằm từ trong Tết, con này biển 95 Hậu Giang, con này độ bô sang lửa và giá của nó là 35 triệu. 35. Đấy. Rồi. Rồi, tem trùm. Tem trùm biển 84, chạy hơn 30.000, xe 2019, giá 39 triệu. Cho con này. Rồi, còn tiếp theo này, biển 81 Gia Lai, chạy 27.000 cây, 38 triệu, xe 2020. Rồi, màu đen này là biển số 69 của Cà Mau, chạy cũng hơn 30.000, 2020 và sẽ để cho nhà là 38 triệu. 8. Rồi tiếp tục màu xanh bạc, con này thì nó là biển số Cần Thơ, chạy được 6.000, chiếc này sẽ để cho anh em là xem nào, để cho anh em là 43 triệu. Con cuối cùng này thì nó là biển số 92 Quảng Nam, chạy 1.400 cây và chiếc này sẽ để cho anh em là 49 triệu. 49 triệu. Đó là xe cũ nha anh em. Xe cũ thì hiện tại mua trả góp cái dòng này trả trước tầm khoảng chục triệu là anh triệu. Em ok, có okay. Những... anh em mà kiểu như nói gì giá cao luôn thì đói xe mới đấy. Có nhiều anh em hay comment nè, hôm nay thì có cũ có mới luôn, anh em cứ thích cái nào thì mua. Có những cái câu mà hỏi của anh em là giá nó gần bằng xe mới đói thì xe mới đấy, lấy luôn cả xe mới thì bán cho anh em luôn. 58 triệu bao VAT. 58 triệu bao VAT. Đó nên anh em đừng có so sánh gì ạ. Có nghĩa là mình thấy xe cũ ok, tiết kiệm được nào thì mình mua. Thì không mình mua xe mới á. Riêng về xe mới này anh em trả tầm 15 cho tới 20 triệu là nhận cặp cái cốc nha. Rồi, bên này có CBR mẫu mới này anh em. Rồi. Ok. Cứ tới đi. Con này thì nó là biển số 68 của Kiên Giang. Chiếc này cũng là một chiếc bán cho anh em từ năm vừa rồi. Đấy, anh em mới bán lại. Đi 11.000 cây, biển thành phố Rạch Giá của Kiên Giang thì anh em sang tên về đâu cũng đóng 1% thuế thôi. Đấy. Chiếc này sẽ để cho anh em là 47 triệu. Rồi, mình sang phía bên này đi. Ok. GBX Demon. GBX Demon 200. Mẫu này thì nó được nhập khẩu nguyên con của Thái Lan, nhưng mà mình để mình nói cho nó rõ này này. Nó là của Thái, nhưng nó là một cái hãng GPX, là hãng mới của sau này. Nó không phải Honda Thái, Gia Thái hay Su Thái. Về chất lượng của nó thì nó sẽ hơn mấy cái anh tàu như này hả? Đúng không? Nhưng nó sẽ thua những anh Honda hay Gia. Đấy, nên là xe kiểu dáng đẹp và giá rất mềm.
Con này giá nó chỉ có 42 triệu thôi. Có hai anh em thấy không? Nó 200 mà. Về thiết kế rất đẹp. Để mà đẹp thì nó sẽ đẹp hơn con R15 V3. Đúng. Nhưng để mà chạy thì sẽ không bằng R15 V3 được. Ok. Rồi, con này thì KTM đúc 390. Con này thì con này là đúc 250. Nó là 2018 đi được 6.000 cây biển Đắk Lắk. Con này để cho anh em 48 triệu. Ok. Rồi. KTM RC390. Con này 26 bọc keo nguyên con nhưng đã là máy và giá của nó là 50 triệu. Nó là bản ABS 26 nhé. Ok. Rồi, RC200. 200. Con này thì biển số Đồng Nai và sẽ để cho anh em là 35 triệu. 35. Rồi mình chuyển lên phía trên này có một cặp MT03. MT03 này thì có hai chiếc. Chiếc bên trong cùng này nó là biển số 71 của Bến Tre. Nó đi được 35.000 cây, xe 2017 và sẽ để cho anh em là 60 triệu. Còn tiếp theo thì biển 68 Kiên Giang. Con này đăng ký lần đầu tận 2021. Nhưng mà đời xe nó chỉ 27 thôi. Và con này thì sẽ để cho anh em là 65 triệu, nó đi được 15.000 cây. Ở đây thì có cặp Rozan Enfield. Cái con màu đen trong này là biển số 79 của Nha Trang. Con này là 350 à? 350. Con này thì đi được 7.000 cây và sẽ để cho anh em ở cái giá là 75 triệu. 75. Rồi. Con bên này Rozan Enfield, con em này là 500cc này em. Rồi. Ok, chụp cho em cái căn cước, em ghi giấy nhé. Mới nhắn lại cho em cái số điện thoại. Rồi, ok. Nó ghét. Ok, được. Ok. Con này thì nó là mẫu Classic 500. Biển số 61 Bình Dương, đi 6.000 cây và sẽ để cho anh em là 85 triệu. Ở đây mình quay luôn mấy cái con bên này luôn ha. Beo 300 thì có hai con. Con này thì nó là biển số Sài Gòn, có lên ba ga, lên chống đổ, lên đèn chợ sáng. Xe 2020 chạy 12.000 cây. Và sẽ để cho anh em một cái mức giá là 85 triệu. 85. Rồi. Con đây biển số 60 Đồng Nai. Con này cũng là 2020, con này độ thêm bô. Ba ga rồi là chống đổ, đèn chợ sáng. Đi 15.000 cây và sẽ để cho anh em một cái giá 82 triệu. Rồi. Bên dưới này một chút mình có cái mẫu Kawasaki Vulcan 650S. Con này thì nó có lên 3 thùng GB. Xe đi 9.000 cây, đời 2016, biển số 95 của Hậu Giang. Chiếc này sẽ để cho anh em một cái giá là 139 triệu. 139. Rồi, con Harley. Harley Davidson xe 2021 đi được 2.500 cây. Đồ chơi rất nhiều. Đấy, mình cũng quay khá nhiều lần liệt kê đồ nhiều mà chả liệt kê nữa. Biển số Sài Gòn 270 triệu đi 2.000 cây. Ok. Đấy, Harley này nó mới là Harley này. Đấy. Nó dung tích nhỏ nhất của nó 750, nó có đâu có loại 170 với lại 200 mấy cc đâu. Toàn mấy cái con xe tàu xong mấy bố báo hạc lây, báo xe liên doanh, xe nhập khẩu rồi tùm lum lừa người ta. Rồi, con này nó là thằng hạc lây Davidson bản Chitbox 1868cc. Xe 2022 chạy 192 cây. Con này thì sẽ để cho anh em ở mức giá là 480 triệu. 480. Rồi, con này có T-Win nữa này. T-Win này thì nó rất đẹp, rất mới, đi có 2.000 cây thôi. Xe 2022 biển số Sài Gòn. Con này thì sẽ để cho nhà một cái giá là 52 triệu. Okay. 52 triệu. Rồi. Rồi. Ở bên trong này có R3. R3 này thì nó là 2018 biển số Sài Gòn, đi được 21.000 và sẽ để cho nhà một mức giá là 60 triệu. 60. Mình lên hàng trên. Tiếp tục KTM. KTM RC390. Xe 2023 chạy được là 208 km. Chiếc này sẽ để cho anh em ở mức giá nó là 133 triệu.
Rồi, nó còn cao tiền hơn cả thằng ZX25R. Nhưng anh em phải hiểu nó đến 44 mã lực, nó cao hơn thằng kia rất nhiều. Như ZX25 ra đường không xi nhê gì với con này. Xe mới hiện tại chưa lăn bánh ấy, nó là 209 triệu. Mà lăn bánh xong xuôi mà với mức thuế của Đà Nẵng thì nó phải ra khoảng 230. Và hiện tại thì nó đang có giá chỉ có 133 triệu. Rẻ đi rất nhiều. Anh em so sánh số máy ấy, thì nó hơi khó. Không? Anh em phải vào đọc cái thông số kỹ thuật của nó đầy đủ, xong mình so sánh những con xe cùng phân khúc. Rồi. CBR 600. Xe 2003. Biển số 60 Đồng Nai, xe thanh lý hải quan. Chiếc này thì sẽ để cho anh em là 85 triệu. Ok. Con này là CB 500F. 500F, xe 2019. Có sẵn hồ sơ rồi. Con này thì anh em sang tên về đâu đóng 1% thuế thôi, đi 11.000 cây, giá 90 triệu. Rồi, Vuvana. Vuvana 401. Con này thì nó là biển số 60 Đồng Nai, xe 2022. Con này nó chạy được là 10.000 cây và sẽ để cho anh em ở cái mức giá là 105 triệu. Mày đi cái tiếng trước đi, không phải ở đây. Giá cả tầm 17 không có là cái tiếng. Z1000 biển số 78 của Phú Yên, xe 20 quên biển đi được 13.000 cây. Con này thì nó là bản R và sẽ để cho anh em là 290 triệu. Rồi, con này. Con này thì nó là 2012, biển số Sài Gòn, à biển số Đồng Nai. Nó là Z1012 và sẽ để cho anh em ở mức giá là 100 triệu tròn. Ok. Rồi, Z800. Z800. Z800 thì chiếc này nó là 2015 ABS. Con này nó chạy được 26.000 cây và sẽ để cho anh em ở cái mức giá nó là 110 triệu. 110 triệu. Anh em xem mà thấy con nào hợp lý cần đó. Chi anh tiết em hơn thì anh em cứ alo. Chi tiết thì cứ nhắn tin qua Zalo cho anh Phong. Okay. Mai thì mình sẽ quay mấy cái dòng tiếp theo. Hôm nay thì nó về nhiều, đầu tuần thì số lượng khá là nhiều, anh em chịu khó mình tham khảo. Okay. Cảm ơn chị Hoàng đã xem clip. Xin chào.